release Bruno Fernandes. He's got Rashford in support. Marcus Rashford, what a save. Bruno Fernandes, what a clearance. And over the top looking for Bruno Fernandes. It's a brilliant run. It's a collision and Bruno Fernandes strikes. Another moment to remember for him. United's first Europa League goal of the season is scored. Tiền cắt xe mới lãnh để trên bàn. 100%. Cái túi Gucci và cái chai nước hoa Chanel em thích, anh mua anh để trong tủ. Vé du lịch 7 ngày ở châu Âu anh đã book. Cơm anh đã nấu, đồ anh đã giặt, con anh đã ru cho ngủ. Nếu anh quản thì uống giùm anh ly nước cam anh mới pha để trong tủ lạnh. Trận đấu chỉ còn 5 phút nữa, anh sẽ bóp chân và massage toàn thân cho em. Còn bây giờ, vui lòng để em tự do. Ba, cho con hỏi ba một câu. Hỏi đi. Con nghe cả nước đồ mứa là ba sợ vợ đúng không ba? Ngược lại thì có. Không tin. Rồi sẽ đến lúc ba chứng minh cho con thấy. Giờ chơi tiếp đi. Gì đổ bể vậy em? Tôi đập á, từ sáng đến giờ có một mình tôi làm quần quật với con trâu vậy, không ai phụ á. Tối ngày ngồi đó mà lo bắt với em không ba? Tới lúc bà chứng minh rồi đó. Thử đập lại lần nữa coi. Thấy mẹ nghe lời ba dễ sợ không? Bây giờ mình chơi tiếp hay là mình tắt hả? Đừng lo, sẽ có người tắt giùm mình.